tiếng sấm chớp nổ vang trời cùng vệt sáng kéo dài dẹt như tia lửa điện chéo xuống. Mưa như chút nước khiến cho không gian nơi nghĩa địa bẩn thêm u ám và lạnh lẽo. Trời trong xanh thế ấy vậy mà mưa được ngay. Thở dài, ông Tư khép lại cánh cửa. Trong lòng thấp thỏm vì thằng Tín, con trai ông bữa nay đi làm công nhân ở thành phố về. Chợt có tiếng gõ cửa cùng giọng nói gấp rút. Chú Tư có ở trỏng không? An hả con, vô nhà lẹ đi không ướt hết bây giờ. Có gì mà giữa mưa lớn qua chú vậy? An áo mưa ướt nhẹp, ngó nghiêng như tìm kiếm. Con đi lấy ít đậu cho sư thầy gói bánh dưới nhà bà Lan. Ngang qua đây thì mắc mưa. À mà con thấy nhiều người đứng ở ngoài cửa nhìn vô. Nghĩ chú có việc gì nên con. Ủa mà sao không thấy có ai vậy chú? Ông Tư cười. Có ai mà chịu tới đây hả con? Chung quanh toàn mà người chết không à? Rõ ràng là con thấy mà. Một đám người tụm lại. Sao kỳ vậy? Nghe tới đó, ông Tư đưa cho An ly nước. Con nhỏ này, không lẽ chú gạt con? Vô đây thì ngồi xuống chú lấy miếng nước uống cho ấm bụng. Bữa nay thằng Tín nói về mà tầm này chưa thấy đâu. An vẫn mặc áo mưa, gỡ cái nón vẩy nước rồi nói với khuôn mặt ửng đỏ. Anh Tín về hả chú? Tết này chú có về thăm quê không? Bao nhiêu năm ở đây quen rồi con, mà ở quê cũng có nhà cửa gì đâu. Tết đến gần cũng phải có nén nhang cho các linh hồn ở đây chứ. Ôi, chú, nói làm con sợ à? Ngày Tết thì họ phải về nhà chứ. Sao lại ở đây chờ chú thắp nhang ạ? Biết giải thích sao cho con hiểu đây, chú. Ông Tư muốn nói thêm điều gì giúp An hiểu hơn, nhưng chợt nhớ tới việc cần làm. An vội nói. Lúc khác con ghé chú nghen. Giờ con đi xuống bà Lan lấy đậu cho sư thầy. Kẻo bà ấy trông rất. Bữa khác con ghé. Ừ con đi cẩn thận. Sáng mai chú và thằng Tín cũng lên chùa gặp sư thầy. Dạ, con đi nha chú Tư. Quay xe An đạp thật nhanh về hướng nhà bà Lan. Được một đoạn, dừng xe ngoái nhìn căn nhà nhỏ ngay đầu ngoài khu nghĩa địa. Trước cửa vẫn là đám người đứng đó nhìn theo An. Lấy tay dụi dụi mắt, trời xe lạnh mà An toát mồ hôi trên trán. Đúng là cô không nhìn lộn mà. Chắc chú có bà con tới thăm. Nghĩ tới đó, An đạp nhanh hơn. Ngày mai sư thầy gói bánh đón chào năm mới. Một năm mới đã đến đếm trọn 20 năm cô bị bỏ rơi trước cổng chùa. Ba mẹ à, giờ hai người đang ở đâu? An thấy khóe mắt cay cay. Vị cay như vậy bao nhiêu lần rồi? Mưa đã ngừng. Ông Tư đi ra sau nhà gầy bếp củi bắc nồi cơm. Những ngày cận kề năm mới khiến ông nhớ về ngày xưa, cái ngày cha con ông xa quê phiêu bạt tới đây. Thằng Tín mồ côi mẹ từ khi mới chào đời. Cũng vì không được cấp cứu kịp thời nên mẹ nó đành bỏ lại đứa con còn chưa kịp uống giọt sữa đầu tiên để ra đi mãi mãi. Căn nhà rách nát được dựng lên nhưng không phải là của mình. Khi nhà nước lấy lại đất, cha con ông được dì Hiền, em gái ông cho tá Túc. Dòng họ hai bên đều nghèo đến bản thân còn chẳng đủ thì lấy đâu mà có thể cưu mang hai cha con ông mãi. Sau bao suy nghĩ đắn đo cuối cùng ông quyết định. Ngày đó cũng giống như bữa nay, mưa gió sấm chớp liên hồi. Tôi hối hởi bước vô trong khoảng rộng mà mỗi lần có đám là xe đòn đậu ở đó. Nhìn xung quanh không thấy cha. Tôi cất tiếng. Cha ơi, con về rồi. Giọng của Tín cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Vùi vùi tàn than rồi cha tôi đi ra. Bay về rồi đó hả con? Cầm trên tay cành mai nhỏ, tôi chạy tới. Dạ, nay nhiều người về đón Tết xe đò đông nên con về trễ xíu. Cha nhìn cành mai đẹp không ạ? Cha nhà anh, về là vui rồi còn bày đặt mua chi cho tốn kém. Đây là phần thưởng cuối năm của con hi hi. Con xuống phụ cha bắc cơm nhà. Tôi nói rồi đi vô nhà để gọn cành mai ngay ngắn. Gọi là nhà chứ thật ra đây là nơi ở dành cho người trông coi nghĩa địa. Nhờ có sư thầy nói dùm với xã nên cha mới xin vào đây làm và cũng từ đấy tôi được học cái chữ cùng với đám trẻ trên chùa bần. Vòng ra phía sau nhà vợt nước trong chum rửa mặt. Thời tiết xe lạnh dễ chịu quá. Lại gần bếp củi xoay nồi cơm cho già lửa. Lần nào cũng vậy. Về nhà là tôi thích nhất được ăn cơm cháy. Cháu mới về hả? Tôi giật mình bởi có tiếng ai đó ở rất gần. Nhìn lên là một người đàn ông trung tuổi đội mũ cúp xuống. Tôi liền đáp. Trời đất! Chú làm con giật mình. Bữa nay con mới được nghỉ làm. mà chú mới chuyển tới hả? Ừ, chú ở gần đây. Nghe chú nói thế, tôi mừng quính. Vậy chúng ta là hàng xóm rồi. Xíu chú qua ăn tối với cha con nhen. Lát chú ghé. Cháu nhớ mở cửa thì chú mới vô được. Giờ chú về qua nhà một chút. Không chờ tôi nói gì thêm, chú Trung tuổi ấy vội vã quay đi, vẫn đội chiếc mũ trên đầu cụp xuống. Không biết nhà nào mà lại chuyển gần nghĩa địa này cơ chứ. Mâm cơm được dọn lên. Những món ăn cha nấu đối với tôi đều là đặc sản. Đậu hũ chiên, canh chua rau muống. Nghĩ tới thôi là tôi nuốt nước miếng rồi. Thấy chén đũa trên mâm, cha tôi ngạc nhiên. Có hai cha con lấy chi dư chén đũa vậy bay? Tôi nhìn đồng hồ rồi đáp. Dạ, là con cố ý xếp mà. Xíu nữa có khách đến ăn tối với cha con mình. Trời, cái thằng này làm cha bất ngờ nghen. Bộ dẫn bạn gái về hay sao mà bí mật thế hả? Tôi gãi đầu. Con làm gì có ai dẫn về. Hi hi. Thế khách bay nói là ai? Tối như này tụi nhỏ trên chùa với bà con ở làng chả ai dám tới đây đâu. Chả có mà sợ ma hết ấy. Không hiểu sao khi cha tôi nhắc tới từ đó thì bỗng nhiên như có gió thổi. Cánh cửa lâu ngày mối mọt đưa đi đưa lại, tạo nên âm thanh kẽo kẹt trong không gian yên tĩnh nghe có chút rờn rợn. Tôi sống ở đây từ nhỏ mà chả khi nào gặp ma cả. Tụi trẻ con trong làng mỗi lần đi ngang qua là chạy bằng sống bằng chết. Người làng còn bàn tán. Lần có việc đi về khuya qua, bên trong nghĩa địa những bóng trắng chập chờn bay nhảy trên những ngôi mả. Có khi cười khanh khách rồi có khi nói chuyện rì rầm. Tự nhiên da gà nổi từng chùm. Thôi dòng suy nghĩ, tôi đi ra mở cánh cửa cho áp sát vách tường. Ngoài trời tối đen như mực, tiếng ộp ộp vọng ra từ những rặng tre phía xa, khiến cho nơi tôi đứng muốn thu hẹp lại. Nhìn đồng hồ một lần nữa, hơn 7 giờ rồi, có lẽ chú ấy sẽ không tới. Vẫn để nguyên cánh cửa mở, quay vô trong tôi nói với cha. Chắc chú ấy không tới rồi cha à? Mình ăn thôi, con đói bụng quá trời. Bay nói chú nào tới đây, nói chả rõ ràng khiến cha chẳng hiểu gì cả. Đặt cái chén không sang bên cạnh, bới cho cha một chén cơm nóng, tôi đáp lời. Lúc xuống vần nồi cơm cho già lửa, con gặp một chú. Chú nói mới chuyển đến đây, nghĩ có láng giềng nên con mời qua ăn chung cho vui. Tôi nói xong, cha buông đũa xuống ngẫm nghĩ gì đó rồi lắc đầu. Làm gì có ai mới chuyển tới khu này, vào sâu bên trong mới có nhà dân ở cơ mà. Chắc mới đến nên cha chưa biết há, dáng vẻ chú ấy như đi làm ruộng về. À, ừ, có lẽ là vậy. Thôi bay ăn đi, canh chua còn nhiều lắm nghen. Dạ, con không làm khách đâu. Hi hi. Tôi ghẹo cha rồi xì sụp húp chén canh chua. Thiệt là thanh niên ăn khỏe hơn cả trâu đi bừa. Mấy chén cơm rồi tới cả vầng cháy giòn tôi cũng đánh chén hết. Cả năm đi làm xa nhà, lần nào cũng giống vậy. Về ăn cơm cha nấu là tôi ăn như thuồng luồng không bằng. Cái chén không vẫn để đó, cánh cửa cũng vẫn để mở như thế cho tới khi tôi giật nảy, vì nhìn thấy một con bướm đen nằm gọn trong cái chén để không. Lấy tay xua xua mãi mà con bướm không chịu bay đi. Lúc này cha tôi lên tiếng. Để kệ nó đi, lát là bay đi bây giờ à? Tôi nhăn mặt. Dạ, nhưng kỳ quá, ở đâu ra con bướm đen bay vô nhà, lại còn đậu vào cái chén nữa. Không có sao đâu, cứ để mâm cơm ở đó ít phút rồi hãy dọn. Sao lại như vậy hả cha? Tết sum vầy, nhưng ở nghĩa trang này cũng còn có nhiều vong linh đói khát. Tôi cười. Họ được chôn cất đầy đủ có nghĩa là được người thân thờ cúng mà. Ma quỷ con không tin lắm. Cha nhìn ra khoảng tối đen ở ngoài trời rồi tiếp lời. Có nhiều thứ khó có thể giải thích nên bay cứ làm theo lời cha nghen. Chút đi nghỉ rồi sớm mai lên chùa gặp sư thầy với cha. Sư thầy có gửi cho ít củi và bánh chưng. Đêm mai chúng ta luộc bánh. Dạ, con biết rồi. Dọn dẹp xong, tôi và cha pha ấm trà. Vô tình hay hữu ý thế nào tôi lại rót dư một ly nước. Cha im lặng nhìn tôi như dò xét coi xem tôi có hỏi gì không. Có lẽ do công việc của nên cha có nghiêng về tâm linh. Nhưng nếu tối đến mà nhắc đến ma quỷ thì tôi không thích cho lắm. Mặc dù không sợ thì cái cảm giác nó kiểu gì thật khó tả. Uống ly nước, Tôi lấy bộ áo quần mới mua để ở trong ba lô đưa cho cha. Cha mặc coi vừa không, con chọn mãi mới được đấy. Màu này hợp với cha nè. Đồ của cha còn nhiều mua chi làm tốn tiền bạc, mà cha cũng có đi đâu đâu. Tôi ướm cái áo lên người cha. Cha mặc đẹp quá à? Hi hi, ngày tư ngày Tết cha lên chùa thì mặc vô nha. Được rồi, cha nhận. Chỉ chờ có vậy, tôi ôm chầm lấy cha thủ thỉ. Cha lên thành phố ở với con Nghen, công việc con ổn định rồi. Nơi con làm họ hỗ trợ chỗ ở, lên đó cha con mình ở gần nhau. Cha vỗ vỗ vai tôi. Ngày xưa vì cùng cực quá nên cha mới bồng bay mà ra đi. Tới đây, mang ơn sư thầy, lại được trông coi nghĩa địa này. Mình không thể phụ cái nghĩa cái tình được. Con. Cha hiểu suy nghĩ của bay. Bay cứ đi làm ăn. Có thời gian thì về thăm cha. Ở đây có sư thầy, có dân làng. Vậy là cha đã mãn nguyện rồi. Cha nói đoạn rồi đi lại chiếc giường lấy quạt nan xua xua mũi bung mùng. Nay đi đường mệt rồi. Đi nghỉ sớm nhen. Dạ. Con ra cài cửa rồi vô nghỉ liền. Tôi đứng dậy bước ra ngoài. Hít thật sâu. Bất chợt cảm giác rùng mình do có gió lạnh. Đêm xuống. Màn đêm tối mịt. Trên bầu trời không trăng không sao. Thấp thoáng có bóng người mờ nhạt ở sát bụi bông mẫu đơn. Bóng dáng đó gọi khẽ. Tín. Tín ơi. Tôi bước ra gần hơn. Ai vậy? Ai gọi vậy? Là chú. Chú đây. Nhìn chăm chặp về phía bụi bông đó. Tôi thở vào. Ủa? Là chú hả? Hồi tối con với cha đợi chú hoài à? Chú vô nhà đi. Con mời chú ly trà. Ngoài này gió quá. Ừ. Mà thôi. Chú có việc này muốn. Nhờ cháu. Tôi ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy ạ? À? Chú vô nhà đã có gì rồi nói. Chú lấy tay kéo sụp cái mũ xuống rồi từ từ tiến đến chỗ tôi. Chú không vô nhà mình được. Chỉ quanh quẩn ở đây. Sao lại thế? Chú làm rớt chìa khóa hả? Con vô lấy đồ mở. Cháu lên chùa nhờ sư. Chú vừa nói tới đó. Chợt tiếng của cha tôi từ trong nhà gọi với. Vô ngủ đi bay. Khuya rồi còn ở ngoài là nhiễm lạnh đó. Dạ. Con vô liền. Tôi xoay người đáp lại lời cha rồi quay sang không thấy chú đó đâu. Chú ơi! Chú gì ơi! Lạ thật! Mới đó mà đi lẹ dữ. Mình còn chưa kịp vô lấy đồ cho chú mượn phá ổ khóa. Tôi thấy áy náy quá. Đêm hôm không có chìa mở vô nhà. Lạnh thế này sao chú chịu nổi. Đưa mắt nhìn xung quanh tìm lại lần nữa rồi tôi mới cài then cửa. Nhưng chẳng thấy bóng dáng của chú đâu cả. Âm vang đâu đó là tiếng rì rầm. Nằm xuống cạnh cha trong nhà rồi. Mà những tiếng to nhỏ vẫn vang bên tai. Như có ai đó đứng phía ngoài bức vách. Đúng chỗ tôi nằm mà nói vậy. Lại còn lấy tay đấm thùm thụp vô vách tường nữa. Trằn trọc chẳng thể ngủ nổi. Chống ngực đập mạnh. Trong lòng cảm giác bồn chồn vô cùng. Nghe tiếng gà gáy sáng. Tôi bật dậy với đôi giày bata chạy một vòng. Xa xa cánh đồng người dân trong làng đang vào vụ cấy hối hả bắt tay làm việc. Tiếng xe máy lớn dần đi tới. Trên xe là một phụ nữ ngoài ngũ tuần và một cô gái chừng 20. Họ chạy xe vô tận cửa nhà. Gọi lớn. Anh Tư có nhà không anh Tư? Tôi nhờ chút việc. Liền sau đó cha tôi đi ra. Chị là... Chị Ngà. Kiếm tôi có chuyện gì vậy? Người phụ nữ xuống xe. Bà vội vã. Hên quá anh nhận ra tôi. Cách đây vài bữa có tới nay lại phải nhờ anh. Hai, người chết chưa hết kéo người sống cực theo. Chị và cháu vô trong đã. Có gì từ từ nói. Có khách tới. Tôi vội thổi bếp đun ấm nước. Trên nhà tiếng nói của người tên Ngà rõ mồn một. Sáng nay anh cắt cỏ với dọn những giỏ bông ở mà dùm tôi Nghen. Đi coi thầy phán nhà có trùng nên đúng 0 giờ đêm nay. Thầy và vài người trong gia đình tới đây bắt trùng và yểm thêm trên mả. Cha tôi nghe thế vội hỏi. Có trùng hả chị? Đúng là vậy anh ạ. Thần trùng tuổi Tỵ. Không yểm giả cẩn thận. Là nó ép người nhà mình dẫn về bắt con cháu dòng họ đi hết. Tôi đánh rơi cây củi trên tay. Có trùng không những thế là thần trùng tuổi Tỵ. Đêm nay gia đình đó mướn thầy đi bắt trùng sao? Từ hồi nào tới giờ tôi chỉ nghe nói tới trùng như trùng tang trùng nước. Còn về thần trùng tuổi Tỵ thì đây là lần đầu. Bưng ấm nước lên trên nhà. Người phụ nữ tên Ngà vẫn đều giọng. Lúc nhà tôi mới mất là tôi có nhờ thầy trấn yểm rồi. Nhưng hồi hôm, con gái tôi đây mơ thấy ba nó có người dẫn về đập cửa ầm ĩ. Cứ một mực kêu tên thằng em kế nó. Cha lo lắng. Có chuyện đó luôn sao chị? Có. Bởi vậy nên tôi nóng hết cả ruột gan. Nghe con bé kể lại là tôi vội đi coi thầy. Ông thầy dọi khăn tang nói chúng phóc à. Chồng tôi mất phạm khung giờ với ông cố nội. Hai. Nghĩ chết là hết nhưng lại không phải. Mà chị nói thần trùng tuổi Tỵ là sao tôi không hiểu. Lấy trong giỏ sách cái bìa thư. Dì Nga đẩy về phía cha tôi rồi đáp. Chồng tôi tuổi Tỵ. Mất đi có trùng nên thầy coi gọi là thần trùng tuổi Tỵ. Còn đây tôi gửi anh Tư chút công dọn dẹp đêm nay. Có gì phiền anh giúp gia đình tôi nha. Cha xua tay. Ấy chết. Người làng cả. Giúp được gì thì tôi giúp. Chị cất đi dùm tôi. Cha tôi đưa lại cái bìa thư đó. Người phụ nữ tên Ngà lắc đầu. Anh Tư khó quá à. Cảm ơn anh nhiều nha. Mà tối khoảng 8 giờ tôi qua làm lễ thần linh trước nghe anh. Khuya nay tôi cũng luộc bánh. Có cháu đây thức trông coi nên chị yên tâm mà lo công chuyện. Nghe cha nói vậy, dì Ngà hướng sang tôi. Tối khuya nhờ con giúp dì nhen. Dạ, có gì cần thì cha con sẽ giúp ạ. Cảm ơn con. Dì về nha, tôi về nha anh Tư. Nói xong, dì đó nổ máy rồi chạy xe đi vội vã. Cha tôi bước tới chỗ hòm sắt, lấy cuốn tập ghi chép coi ngày mà dì Ngà ấy có người thân tới đây an táng. Đây rồi, người nhà là Trịnh Văn Hưng, mà nằm hàng thứ 2 dãy số 5. Xíu nữa cha con mình lên chùa, rồi về dọn sạch quanh mà giúp họ. Dạ, ít cơm nắm muối vừng là cha con tôi xong bữa sáng. Lọc cọc chiếc xe đạp khung dựng tôi đưa cha lên chùa Bần. Ngày giáp Tết có khác, người làng đi lại nhộn nhịp, người thì đằng sau xe bó lá, người thì chở bao gạo nếp. Bánh chưng bánh tét chẳng thể thiếu trong những ngày này. Dù tất cả vẫn còn nghèo đi nữa, thì họ cũng dành dụm cả năm cho 3 ngày Tết. Qua cây cầu nhỏ, tôi và cha đã tới cổng chùa. Tụi nhỏ nô nức khoác trên mình manh áo mới. Chúng chạy lại reo hò mừng rỡ. Ông Tư và chú Vô đi. Sư thầy đang đợi ạ. Con mặc áo mới đẹp không chú Tín? Tôi cười xoa đầu mấy nhóc. Áo đẹp quá trời hà. Vậy phải ngoan và học giỏi nhen. Chú cũng có quà cho mấy đứa nè. Chú gửi sư thầy cho tụi con nha. Thích quá, tụi con cảm ơn chú. Hi hi. Nhìn tụi nhỏ vui thích mà tôi muốn khóc. Chúng đáng yêu vậy mà sao cha mẹ đành lòng bỏ được. Từ xa, có giọng nói của An cất lên. Chú Tư và anh mới tới hả? Mấy đứa vô trong đi. Ông Tư gặp thầy liền đó. Mấy đứa nhỏ dạ đi vô. Tôi nhìn theo mà trong lòng còn bùi ngùi. Thấy tôi im lặng, cha liền nói. Xế qua thằng Tín mới về tới. Hai đứa nói chuyện đi ha. Cha vô gặp sư thầy. Cha tôi nói rồi nhanh bước đi lên trước. An với khuôn mặt ửng đỏ bẽn lẽn. Cha bữa này kỳ quá. Đi chung vậy mà bỏ tôi lại một mình. Len lén nhìn An. Tôi khẽ hỏi. Em có khỏe không? Dạ, em khỏe. Nghe nói chú với anh tới nên tụi nhỏ mặc áo mới khoe. Ừ, tụi nhỏ vui mà. Đứng trước An mà sao tôi lại run đến thế. Muốn mở lời nhưng nơi cổ họng nghẹn cứng. Cả hai đứa im lặng cùng bước về hướng gian phòng của sư thầy. Cùng thời gian ấy, trong gian phòng ông Tư nhấm miếng trà rồi cất lời. Cả đời này tôi mang ơn sư thầy. Mỗi lần nhớ khi cha con tôi đặt chân tới đây không bà con thân thích. 18 năm, mảnh đất này đã là quê hương thứ hai của tôi. Sư thầy cười. Chú Tư nói vậy hoài. Chúng ta gặp nhau cũng là nhân duyên. Thầy hay nói mảnh đất này nợ chú nên duyên nợ khó mà rời xa. Có mấy cái bánh và gánh củi. Chú mang về luộc nhen. Sao chú không để thầy luộc dùm cho đỡ cực? Bao năm trông coi ở nghĩa địa. Vào hôm rằm mồng 1 hay đêm 30 Tết là ở ngoài như hội làng. Trần sao âm vậy thưa sư thầy. Mấy bữa nay chưa thấy tôi nấu bánh là họ đã vô hỏi rồi. Thôi thì cả năm có một ngày nên tôi châm lửa cho ấm cúng. Sư thầy như đã hiểu những gì ông Tư nói. Rót ly nước thầy chuyển sang một câu chuyện khác. chú Tư có thấy tụi nhỏ để mắt đến nhau không? Nếu chú Tư ưng, thì chúng ta làm ông Mai cho cháu Tín và con An nghe. Ông Tư gật đầu. Nếu được như vậy là tôi mãn nguyện rồi. Ở cùng hoàn cảnh chúng sẽ hiểu và thông cảm với nhau hơn. Sau câu chuyện, sư thầy và ông Tư cùng đi ra ngoài. Tôi, An thấy cánh cửa mở, vội chạy lại tôi chào lớn. Thưa thầy, con mới về. Ừ, thầy nghe con An nói từ bữa qua rồi. Về ăn Tết với làng với xóm là nhất đó con à. Dạ, không đâu bằng làng mình thầy ơi. Thầy cười nhéo tai tôi. Biết ăn biết nói khéo dữ ha. Thôi vô bếp mang bánh về. Con củi rằng sau xe để An chở dùng. Nói rồi sư thầy quay qua An. Bữa nay con sang phụ chú Tư trông nồi bánh nha. An cúi xuống lý nhí. Dạ. Về tới nhà, cất bánh chưng cẩn thận. Liền sau đó tôi và An cùng cha mau chóng đẩy xe rùa đi ra nghĩa địa. Cha vội đưa cho chúng tôi 2 vòng hạt. Tụi bay đeo vòng này vô tay mình nhen. Chớ có hỏi cha gì cả. Tôi không hỏi. An cũng không nói gì. Cả hai gật đầu đeo chiếc vòng vô tay mình rồi đi vào bên trong nghĩa địa. Xung quanh có một ngôi mả vòng hoa phủ kín. Tôi nhìn dòng chữ khắc trên bia đá. Trịnh Văn Hưng. Nước mưa vẫn còn đọng lại từng vũng lõng bõng, khiến mặt đất trở nên nhầy nhụa. Dù là ban ngày, nhưng vô trong đây thật sự là lạnh lẽo và u ám. Không gian ảm đạm khiến cho tôi có chút rùng mình. Cách đó không xa, chú hàng xóm của tôi ngồi quay lưng lại cùng với một người trên ngôi mả khác, như đang nói chuyện gì đó. Không lẽ nào chú ấy lại vô đây? Có ai mà khi không vô nghĩa địa ngồi như kia chứ? Bao câu hỏi đặt ra, chống ngực đập mạnh. Tôi bắt đầu thấy sợ, khi mường tượng những hình ảnh ma quỷ trong đầu. Nhanh chóng tôi xếp những vòng hoa lên xe rùa rồi chuyển ra ngoài. Quay trở lại đẩy xe rùa vô lần nữa. Tôi vẫn thấy chú ấy ngồi trên ngôi mả của người khác. Chốc lát đung đưa đôi chân mang dép màu trắng. Có lúc chú đánh rơi cả chiếc dép. Còn nhảy xuống đeo dép vô chân. Chắc không phải ma đâu. Ma sẽ không tuột dép như thế. Tự trấn an mình. Thôi không nhìn chú hàng xóm. Vợt cao những giấy vàng mã còn vương cho sạch. Rồi lấy khăn lau sạch tấm bia đá khắc tên ấy. Số phận con người thật ngắn ngủi. Sinh ra làm kiếp con người là đã chấp nhận sinh lão bệnh tử. Nằm dưới lòng đất rồi còn có biết gì nữa. Mồ yên mà đẹp giờ nói có trùng. Sao có thể tin đây. Bỏ khăn lau vô bịch. Tôi xoay nhẹ vòng hạt mà cha đưa và nhẩm trong miệng. Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi nhớ tới lời sư thầy căn dặn. Khi các con gặp có người dù không biết lý do họ qua đời, dù không quen biết họ thì hãy mở một lời tụng niệm. Có thêm một lời niệm A Di Đà thì họ sẽ mau được siêu thoát. Thấy tôi chăm chú lẩm nhẩm, An tiến lại gần. Nãy có chú Tư, em thắc mắc mà không dám hỏi. Mà này mới chôn sao? Sao mình lại dọn dẹp hả anh? Tôi ngưng xoay vòng hạt, thả ống quần vừa sắn lên rồi thở dài. Khuya nay người ta tới trấn yểm. Nghe nói có trùng. An có sợ ma không? Trời! Tính hù em hay sao mà giữa nghĩa địa hỏi có sợ ma không? Ai mà chả sợ. Nó nhát có mà chạy không kịp. Thôi. Xong rồi đi vô đi anh. Đứng đây thấy ớn quá hích. An nói rồi nhặt mấy đồ chúng tôi mang vô đặt lên xe rùa đẩy đi. Được một đoạn như nhớ ra liền quay lại. Có trùng phải ra tận mà yểm hả anh? Thường thì người ta yểm ngay khi trong áo quan chứ. Ừ, nhà này có trùng tuổi Tỵ. Nghe nói trấn yểm rồi. Nhưng hồi hôm đứa con gái, mơ thấy ba mình có người dẫn về đập cửa kêu tên thằng em dưới nó. An nhăn mặt. Thật không thể tin nổi. Chết rồi còn có hệ lụy. An không trả lời câu hỏi có sợ ma hay không, mà đi lẹ bước. Đúng là con gái yếu bóng vía nhắc tới thôi là sợ đến xanh cả mặt. Tôi cười rồi chạy theo. Nhưng đột nhiên cánh tay tôi như có ai đó giữ chặt đến tê cứng. Nhưng trong chớp mắt vội buông ra. Quay lại phía sau lưng tôi. Cuối lối đi hai bên những ngôi mả úp đất lùm lùm kéo dài. Có đám đông người chụm lại. Không lẽ mình bị hoa mắt ư? Đám người đó ở đâu ra vậy? Vã mồ hôi trên trán. Chân tay tôi trở nên lạnh ngắt. Chợt tiếng của cha cất lên. Làm gì mà đứng thất thần vậy bay? Dạ, con. Cái thằng này, cha hỏi mà giật mình hả? Ở đây từ nhỏ tới lớn mà cứ như mới tới vậy. Thôi vô nhà đi. Cha nói rồi quay bước. Tôi vội đi theo nhưng không hiểu nổi bản thân mình nữa. Tôi cứ khó hiểu vậy chú hàng xóm kia là người hay là ma. Chẹp miệng tôi tự nói với mình. Chắc không phải đâu. Nếu là ma sao có thể nói như người chứ. Hai, mình lại suy nghĩ nhiều rồi. Thôi bỏ đi. Dì không nghĩ tới ma quỷ không à. Cất bỏ những vật dụng khi nãy dọn dẹp. Tôi vô chuẩn bị bữa trưa và xếp những viên gạch thành kiềng ba chân. Để đó tối kê nấu nồi bánh. Đầu giờ chiều, cha xếp bánh chưng bánh tét vô nồi. Quay qua tôi, cha lên tiếng. Bay lấy xe đưa con An về chùa Nghen. Tôi ấp úng. Con, đèo An về hả cha? Trời, không lẽ bay để An nó đi một mình, rồi tối đến đây cũng một mình. Cha tôi dứt lời thì An vội nói. Con đi được mà chú Tư, như vậy con ngại lắm, ảnh còn phụ chú lau chùi nhà cửa. Việc đó làm chút là xong à con. Thôi hai đứa đi đi. An về còn coi qua tụi nhỏ cơm cháo. Nói xong cha đẩy tụi tôi ra ngoài. Chờ An đằng sau xe đạp mà trái tim tôi đập như loạn nhịp. Hồi nhỏ toàn xưng hô mày tao. Tính nết hiểu rõ hơn cả lòng bàn tay. Nếu nói lời yêu có lẽ tôi sẽ không dám. Mọi thứ còn xa vời quá. Trái tim trong tôi cứ thổn thức. Còn ở phía sau liệu rằng An có như thế không? Gần 6 giờ tối chúng tôi mới từ chùa về lại nghĩa địa. Trời đã bắt đầu nhá nhem. Dọc con đường vắng người đi lại. Từ bữa tôi về trời mưa lớn tới giờ vẫn âm u như muốn mưa nữa. Hai đứa đi chung mà chẳng ai nói câu nào. Sang tới dốc cầu bên này. Cái xe bỗng nhiên nặng trĩu. Tôi dướn người đạp nhưng không nổi. Mai cả đôi dép lê xuống đường làng. Kêu dẹt dẹt dừng xe lại tôi nói với An. Bánh xe non hơi hay sao nặng quá. Đạp muốn đuối luôn. An đỏ mặt. Bộ ý nói em nặng hả? Tôi nắn nắn cái vỏ sau xe rồi đáp. Anh không có ý vậy. Vỏ có mềm đâu mà chạy nặng thế. Đưa em đi thử coi. Hồi sáng em còn chở bao củi mà. Anh ngồi sau nha. An nói rồi ngồi lên cầm lái. Đúng thật là chiếc xe không hề bị sao cả. An khúc khích cười. Muốn em chở thì nói đại đi. Lại còn đổ thừa cho cái xe. Hi hi. Anh nói thật mà. Nó nặng trĩu. Anh đạp có nổi đâu. Xỉ. Lại còn lý do. Chẳng thấy hợp lý chút nào. Anh bám chắc vô nha. Em bắt đầu tăng tốc. Trời đất đúng là chớ trêu đến thế là cùng chứ. Tôi lại ngồi sau một cô gái. Để cô ấy đạp xe. Ôi thôi. Ngượng đến chết mất. Tín ơ. Tín. Có giọng nói gọi tên khiến tôi quay nhìn sang bên đường. Chú. Là chú ấy đứng bên vệ cỏ. Vẫn cái mũ trùm đầu cúp xuống che khuất khuôn mặt. Theo phản xạ tôi hét lớn. Chú gì ơi. Bóng dáng chú đứng đó nhưng giọng nói lại vang bên tai tôi. Là chú. Giúp chú lên gặp sư. Chú hàng xóm nói tới đó thì cũng là lúc An ngoái lại hỏi tôi. Anh Tín sao vậy? Anh gọi chú nào hả? Nãy giờ em có thấy ai đâu. Thấy vậy, tôi liền chỉ tay. Chú hàng xóm đứng bên vệ cỏ đó. Từ khi về anh gặp chú Hoài à? An nhìn theo hướng tay tôi chỉ mà không chú ý đường. Đi mắc vào ổ gà ngoằng ngoằng tay lái. Khiến cả hai ngã bổ nhào vào vũng nước. Mặt mũi dính bùn đất hết cả. Tụi tôi nhìn nhau mà không nhịn được cười. Dắt xe về tới nơi. Cha đang đứng ở ngoài cửa vội chạy lại hốt hoảng. Trời đất, làm cha trông mãi. Hai đứa lao xe xuống ruộng hả? Trời này mà không mang đèn pin theo sao? Tụi con. Đó, cha không nhắc là không chịu nhớ. Vô thay đồ đi rồi ăn cơm. Xíu nữa gì ngả tới bây giờ. Tôi và An dạ dạ nhìn nhau cười rồi đi vô. Không có đồ mang theo nên An mặc đồ của tôi. Cũng lạ. Sau cú té xe khiến tụi tôi dạn hơn. Nhìn nhau là cười vì nhớ tới mặt mày lấm lem ấy. Cũng có lẽ vì thế nên tôi quên khuấy đi mất chuyện chú hàng xóm đứng ở vệ đường với lời nói lên gặp sư. 8 giờ thiếu 10 phút, dì Ngà và hai người con chạy xe máy vô. Bóng đèn vàng bên ngoài không đủ sáng. Dì Ngà dừng xe ngó nghiêng nhìn xung quanh rồi cất tiếng. Anh Tư ơi! Chị tới rồi đó hả? Dạ, tôi tới lễ thần linh. Anh mở thêm đèn cho sáng dùm tôi với. Tối quá. Cha tôi bước ra ngoài, mang theo đèn pin rọi rọi. Này là sáng rồi mà, Nếu sáng nữa chị và các cháu dọi thêm đèn hay mở đèn xe máy cho sáng. Dạ, tôi mở cả đèn xe. Anh Tư cho tôi mượn thêm nghen. Đỡ lấy cái đèn pin từ tay cha, dì Nga đưa cho hai đứa con. Con Hằng mang đèn dọi dùm má. Đứa con gái dễ nảy. Con vô trong chú Tư ngồi đợi. Má với thằng út làm, dễ. Cái con nhỏ này, việc của mình má mày hả? Không làm đi ổng về ổng bắt đi chớ còn ở đó mà nhiều lời. Con Hằng nhìn xung quanh mặt tái mét. Nhưng con sợ lắm. Con nói má từ ở nhà rồi. Nghĩa địa ban đêm có. Ma. Hích hích. Lúc này thằng con trai đứng bên cạnh òa khóc. Hu hu con cũng vô chú Tư đợi. Con sợ ma lắm má ơi. Dì Nga nổi cáu. Tao muốn khùng với tụi bay quá. Có muốn biến thành ma hết không hả? Không nói nhiều nữa. Đi theo má không trễ giờ lại hỏng hết việc. Sau câu ra lệnh của dì, hai đứa con im lặng mà làm theo. Ba người họ xách những lễ vật và dọi đèn về gian thần linh cách đó không xa. Bốn phía tối mịt chỉ có ánh đèn vàng heo hắt cùng với vòng sáng của đèn pin chớp chớp. Bỏ thêm củi cho lửa sôi bùng nồi bánh. Tôi và An đi lên nhà. Dì Nga và hai người con đang đi dần tới gian thần linh. Ánh đèn xe máy dì để chiếu thẳng vô tượng thờ. Một trong hai đứa cầm đèn pin mà dọi tùm lum tứ phía. Biết là có đèn dọi nhưng dọi cứ dọi qua dọi lại khiến tụi nó không sợ cũng thành sợ. Ở kế bên, An níu tay tôi nói nhỏ. Mình vô trong cạnh bếp cho ấm đi anh. Đêm xuống ngoài này lạnh thật. Với phải canh chừng lửa. Nước cho đều không bánh sẽ bị nhão á. Tôi gật đầu. Đợi anh lấy ít kẹo hai đứa mình ăn nha. Có kẹo bắp ngon lắm. Nói đoạn, tôi quay lưng bước vô thì mẹ con dì Nga uỳnh uịch chạy tới. Tôi còn chưa kịp hỏi thì dì Nga vội vã. Con ra kia cùng dì. Dì và tụi nó sợ. Nãy thế nào mà dì nhìn tượng thờ chớp mắt. Còn có ai húng hắng ho nữa. Tôi cười. Tượng thờ chứ có phải là người đâu mà chớp mắt hả dì. Nãy cha con ho mà. Con mau đi cùng dì không quá giờ thầy nói mất. Dì hãi lắm. Hai đứa con dì đứng gần tôi. Khuôn mặt tái xanh tái ngắt. Chúng kéo khóa áo khoác ngoài lên tận cổ. Run bần bật không nói được câu nào. Từ trong nhà tiếng của cha vang lên. Để cha con tôi đi ra cùng với dì. Gian thần linh đó ma quỷ không dám phá đâu. Chắc do chị và các cháu nghĩ tới nên bị ảo giác. Dạ, tôi cũng không biết nữa. Nhờ anh với cháu giúp má con tôi. Chưa khi nào tôi ở đây ban đêm. Cha nói rồi mang đèn pin dọi đi trước. Mẹ con dì Nga vội theo sau. Ớn lạnh thật. Tiếng ếch kêu ộp ộp lúc xa lúc gần vọng lại. Mưa rồi. Nhỏ con gái bỗng cất lời. Nó khiến cho dì Nga khó chịu. Mưa có mắc mớ tới bay không hả? Đang im ắng nói làm má mày giật mình. Má, mưa lâm dâm. Con thấy trong kia có đom đóm lập lòe. Hích hích. Cái con nhỏ này. Có thôi ngay nói không. Im lặng dùm má đi. Đứa con gái im du. Vẻ sợ sệt lộ rõ trên khuôn mặt. Dì Nga quẹt lửa châm nhang nhưng mấy lần nhang đều tắt. Trời chỉ lất phất mưa chứ không có gió nhưng chẳng hiểu sao ngọn lửa được quẹt lên đụng cây nhang là nó lại tắt ngấm. Thấy thế cha tôi liền nói. Để tôi châm dùm. Chị và các cháu khấn cúng thần linh đi nghen. Dạ. Anh quẹt dùm tôi với. Bữa nay sao bị sao á. Tôi quẹt hộp quẹt tới phỏng tay rồi mà nhang không chịu cháy. Cha tôi không đáp. Ông đọc thầm trong miệng câu gì đó rồi mới bật hột quẹt. Bó nhang bắt đầu cháy đỏ rực. Sau một rồi thì việc cúng khấn thần linh cũng đã xong. Dì Nga và các con mau chóng ra về. Cả một khoảng rộng ấy trở lại ánh đèn vàng heo hắt từ trước cửa nhà. Tôi vội chạy ra phía sau cho thêm củi vô bếp. Nồi bánh sôi ục ục bốc khói bay lên trên cuộn thành vệt dài. Trên nhà cha tôi mặc thêm cái áo khoác, choàng khăn giữ ấm, tay với máy cassette nhỏ mở đài FM. Cha ra sau trông chừng, tụi bay nghỉ rơi xíu rồi lát thay phiên. An ngủ trên giường còn cái ghế gấp thì bay nằm nghen. Tụi con trông nồi bánh, cha đi nghỉ đi ạ. Sức thanh niên khỏe lắm. Cha biết là sức bay bằng ba con trâu nên vậy nên để bay canh tới sáng. Với nhà dì Nga có cần gì thì bay nhớ giúp người ta. Cha già rồi, đêm hôm sợ ra đó lại vướng bận thêm. Cha tôi nói rồi đi ra phía sau nhà. Đài cassette cha mang theo bắt đầu có giọng đọc chuyên mục. Chuyện đêm khuya. Trong giọng đọc đấy tại sao tôi cứ nghe thấy xen lẫn tiếng gọi tên Tín ơi cơ chứ? Lắng nghe coi có đúng hay không nhưng tiếng gọi đó chẳng còn nghe thấy. Khép lại cánh cửa cho khỏi lạnh rồi tôi và An chơi cờ caro. Vừa chơi vừa nói chuyện về những kỷ niệm ngày xưa. Thời gian trôi nhanh quá. Cũng đã mười mấy năm trôi qua. Chúng tôi giờ trưởng thành hết rồi. Kết thúc ván cờ. Tôi quay qua An. An nằm nghỉ đi nha. Khi nào thay phiên cho cha? Anh kêu dậy. An lắc đầu. Tụi mình ra trông nồi bánh cùng chú Tư cho vui. Lâu lâu mới được thức đêm mà. Vậy mang giấy và cây viết chơi cờ tiếp ha. Đúng 11 giờ 45 phút. Tiếng xe máy nổ bấm còi ầm ĩ. Biết là dì Ngà tới. Cha và tụi tôi liền đi ra. Dì Ngà lớn tiếng. Tôi đưa thầy và mọi người ra ngoài nha anh Tư. Chị vô lo cho anh nhà đi. Có cần đèn thì lấy nghen. Dạ, cảm ơn anh. Nói rồi dì Ngà cùng đám người đi vô. Chuẩn bị mọi tư trang dụng cụ đi vào nghĩa địa. Một thầy mặc áo dài màu đen. Trên đầu đột mũ vẽ những hình thù khó hiểu. Ông ta lại chào hỏi cha rồi đi tới gian thần linh. Có một người trong đám bọn họ đi sau vội châm nhang và thỉnh chuông. Vị thầy Pháp theo lễ nghi quỳ xuống cúng khấn. Còn vài người đứng kế tôi họ liên tục hút thuốc lá. Một người thì thầm. Đêm nay ở đây chắc đốt hết bao thuốc quá mày. Mày sợ à? Theo học nghề thì đây là cơ hội hiếm có đấy. Ngoài nghĩa địa hơi lạnh một chút. Hút thuốc cho ấm. Đi thôi. Thầy cúng xong ở kia rồi. Lại đưa cho dì Ngà cây đèn pin. Tôi nhìn theo mà tò mò. Không biết thầy Pháp yếm trùng như thế nào. Đám người đó đi sâu tít vô bên trong dọi đèn tứ phía. Rồi tập trung ở ngôi mả mà hồi sáng cha con tôi dọn dẹp sạch. Ánh điện phát ra từ ánh đèn pin trong đêm mịt mùng khó chịu thật. Nói cha vô nghỉ. Tôi và An xuống trông chừng nồi bánh. Ban đêm yên ắng đến còn nghe thấy từng hơi thở. Đom đóm chập chờn trên không trung. Tiếng đàn chó cắn từ xa. Càng khiến cho màn đêm như muốn dài dằng dẵng. Tôi có cảm giác mỏi mắt quá. Đột nhiên có tiếng động. Ngước nhìn lên tôi hốt hoảng. Khi thấy bóng dáng chú hàng xóm gắng sức chạy. Toàn thân bầm tím. Lần này thì tôi thấy rõ trên khuôn mặt. Bị dán chặt phần miệng bằng một tờ giấy vẽ loằng ngoằng. Chỉ để hở đôi mắt. Tôi cuống cuồng. Chú, bị sao vậy? Ư. Chú không nói được mà cứ ư trong miệng. Tôi đứng lên bước tới thì chú vụt chạy đi. Đằng sau có mấy tên dữ tợn cầm dao cầm gậy đuổi theo la hét ầm ĩ. Đứng lại. Tôi sợ hãi. Thật nhanh chạy kéo tay chú vô núp sau bao củi. Chú bị họ đuổi bắt hả? Chú nhìn tôi gật đầu. Hai tay ra dấu như muốn nói. Vội lấy tờ giấy mà khi nãy chơi cờ tôi đưa cho chú. Rồi gỡ miếng dán trên miệng nhưng mới chạm vô. Một luồng điện hất mạnh đẩy tôi ra. Ư. Thấy tôi nhăn nhó. Chú vội viết lên tờ giấy. Đừng chạm vô. Đó là bùa yểm. Chú là Hưng. Cháu nói gì Ngà lên gặp sư thầy giúp chú. Đúng là chú chết đi có trùng thật. Nhưng yểm lại cấm không chú cho vô nhà. Chú. Nói gì? Bùa yểm. Là chú đã chết sao? Ừ. Chú chết rồi. Toàn thân lạnh ngắt. Hít thở thật sâu tôi hỏi. Nhưng sao chú không báo cho dì ấy biết? Với làm cách nào để dì ấy tin lời cháu nói? Nhìn vô cái vòng trên tay tôi. Chú đáp. Cháu đeo vòng vào tay dì ấy. Chú sẽ gặp được. Dì Ngà mang theo bùa nên. Này. Anh. Dậy. Đang chơi tự dưng gục xuống ngủ vậy trời. An vỗ vai tôi. Thì ra tôi nằm mơ. Nãy mỏi mắt quá gục xuống mà ngủ lúc nào không hay. Đưa mắt nhìn cuốn tập. Tờ giấy trắng không có dòng chữ viết nào. Ngoài dấu O và chữ 10 mà tôi và An đã chơi cờ. Chạm tay lên cây viết tôi cảm giác lạnh toát. Thấy vậy An liền hỏi. Bộ anh muốn chơi caro nữa hả? Ván vừa rồi coi như anh thua nghen. Người đâu dễ ngủ thế. Chơi cờ mà em toàn thắng thôi. Sau lần này anh phải luyện công trả thù mới được. Hi. Giờ mấy giờ rồi nhỉ? Anh nói thấy sợ quá đi. Bánh phải tới 14 tiếng mới được mà. Ừ. À. An ngồi đây một mình được không? Anh tính ra chỗ mà kia coi thầy yểm. An hốt hoảng. Anh gan dữ, ngộ nhỡ ra đó bị vong nhập thì sao? Nhà người ta có việc bắt buộc nên giữa đêm mới ở ngoài này. Tôi cười cười. Tại anh tò mò quá. Cha con anh ở đây lâu, ma cũng quen rồi nên chắc họ không làm hại anh đâu. Coi dùm anh nồi bánh nha. Anh đi xíu về liền. Tôi nói rồi với cái nón đội chạy đi. Ánh sáng đèn pin hắt lại. Ông thầy Pháp đang múa tay ngay trước ngôi mà còn gì ngà chắp tay quỳ xuống cúi lạy liên hồi. Lối đi này khi sáng tôi còn nhìn thấy cả một đám người trụm lại to nhỏ. Chú hàng xóm còn ngồi quay lưng đưa đẩy đôi chân. Nghĩ tới đó, bỗng dưng tôi dựng tóc gáy. Da gà nổi lên sần sật. Bỗng bụi tre ở gần đó phát ra tiếng kêu rắc rắc. Ngọn tre cong vút từ trên cao đột nhiên cuộn xuống như có ai lấy tay mà níu. Dưới gốc tre, một giọng hát khe khẽ cất lên du hời. Tôi không thấy ai, nhưng có một mái tóc dài vất vưởng qua ngọn tre cong vút kia. Có lẽ do nặng quá nên mới chĩu xuống như vậy. Tôi liếc nhìn, rồi bước nhanh chân qua ngôi mà ngay lối rẽ. Thế quái nào cứ hình dung ra chú ấy ngồi quay lưng lại. Ộp ộp, ối, thì ra con ếch chui vô mà người ta kêu. Nó làm cho tôi giật bắn mình. Không còn dáng điệu như lúc nói với An nữa. Ba chân bốn cẳng tôi chạy. Gần tới nơi một anh vội đi ra giữ tay tôi nói nhỏ. Chú em bạo nha. Đi một mình ra đây luôn há. Trông mặt mũi tái thế kia. Đứng đây làm điếu thuốc đã. Tôi gắng cân bằng nhịp thở. Dạ. Cảm ơn anh. Tại nghĩ thầy và dì có cần giúp gì nên em ra đây. Em ở đây quen rồi nên có sợ gì đâu. Cũng đủ hết rồi. Nhưng có thêm người sẽ bớt lạnh hơn. Có lại kia thì nhớ giữ im lặng để thầy làm phép nghen. Tôi gật đầu rồi đi theo anh ta tới sát ngôi mả. Bên trên mả được phủ lên bởi một tấm giấy đủ màu rất lớn. Có nét bút vẽ đầu con rắn thè lè lưỡi. Thầy Pháp cầm bó nhang cháy bốc lửa. Trên tay đi thành một hình tròn. Vừa đi ông ta vừa múa khói nhang. Miệng khấn đọc. Dì Nga nhìn chằm chằm vào bia đá lầm nhầm. Ông có linh thiêng chớ có dẫn ai về bắt người thân nha ông. Dì Nga khấn xong cúi rạp người. Tiếng của ông thầy Pháp ồm ồm. Chị mau mang cái lưỡi liềm đi sau thầy. Thầy làm như nào chị làm như thế ha. Dạ. Ngay lập tức dì Nga cầm dao lưỡi liềm đã chuẩn bị sẵn rồi đi theo. Giọng của thầy Pháp khấn đọc như đanh thép. Có lúc gằn có lúc thì nhẹ. Mỗi lần như thế, thầy lại bổ đầu nhọn dao lưỡi liềm đó xuống viền quanh mả. Dì Nga run rẩy mà bổ dao phập phập. Cứ vậy cho đến khi hết một vòng. Đoàng, ầm, đột nhiên tiếng sấm chớp đánh ngang qua lóe sáng. Nhoang nhoáng mập mờ những ngôi mả trong màn đêm, như những bóng người đứng lù lù hiện hữu. Gió ào ào thổi lộng. Giọng thầy Pháp gấp rút. Mau đổ cái đó lên đi, kẻo gặp nước mưa là hỏng hết. Một người trong số bọn họ, vội vàng xách cái can có chứa gì đấy, cũng đi quanh mả mà rót xuống. Người đứng cạnh tôi vất điếu thuốc hút giờ lấy chân dẫm. Nhanh chóng thu dọn đồ nghề bỏ vô trong bao tải, rồi quẹt lửa đốt cháy tấm giấy phủ nhiều màu. Gió mỗi lúc thổi một lớn, tất cả mọi người mau lẹ trở ra ngoài. Không ai quay đầu lại nhìn coi tấm giấy đó có cháy hết hay không. Tới trước cửa nhà, cha tôi và An đã đứng đó từ bao giờ. Thấy mọi người, cha vội vã. Xong việc rồi hả chị? Dì Nga run cầm cập. Dạ, xong. Xong rồi anh Tư, cho tôi miếng nước ấm, lạnh lạnh quá. Tôi đỡ dì vô trong, bàn tay dì lạnh buốt, nhấm miếng trà nóng, dì khẽ nói. Hai cha con cho dì nán lại đây nha, sớm mai dì về. Dạ, giờ khuya lắm rồi, dì cứ ở lại đây với cha con con. Còn lạnh thì ra sau nhà, bếp nấu bánh chưng ấm lắm. Thôi dì ngồi đây được rồi con. Bên ngoài, thầy Pháp và đám người kia đứng hút hết một điếu thuốc lá, rồi xin phép ra về. Chắc không biết dì Nga ở lại nên đi vô ngó ngó. Chị có về chung với tụi tôi không? Vẫn cầm ly nước, dì đáp. Thầy với các cháu đi trước đi, lát tôi đi sau. Vậy là xong hết rồi phải không thầy? Xong rồi, giờ chị và gia đình có thể yên tâm, không còn trùng đòi bắt người nữa. Thầy nói vậy thì tôi an tâm. Còn chỗ trước cửa nhà khi nãy đào, mai là tôi láng nền lại được chưa? Nghe hỏi thế, ông thầy Pháp nhìn đồng hồ nói. 7:49, Chị tính từ thời khắc chôn xuống tới lúc láng nền, đủ 49 giờ đồng hồ thì được. Tôi đã căn dặn rồi còn gì. 2. Tôi quên mất tiêu, thiếu chút không hỏi thầy. Cảm ơn thầy và các cháu đã chịu cực đêm hôm. Mai tôi ghé điện có lòng thành lễ tạ. Vậy tôi về trước nhen. Ngay sau đó, thầy Pháp và đám người đó nổ máy chạy đi. Không gian im lặng như tờ. Tôi ra sau nhà rửa mặt, hơ tay bếp lửa. An lúc này mới hỏi tôi. Có chuyện gì hay sao mà dì Ngà sợ hãi vậy anh? Nãy sấm chớp ghê quá. Có khi dì Ngà sợ nên nán lại ở đây. Em không sợ hả? Còn phải hỏi. Sợ muốn xỉu luôn à? Em chạy vô nhà ngay chứ một mình ngồi đây sao dám? Chêm nước thêm vào nồi bánh. Tụi tôi lên lại trên nhà. Dì Ngà và cha vẫn ngồi nói chuyện. Tôi hiểu cảm giác sợ hãi. Nhất là sợ ma thì chỉ mong có thật nhiều người ở bên thôi. Câu nói của chú hàng xóm bỗng hiện ra trong đầu. Tôi vội tháo chiếc vòng rồi tới gần dì Ngà. Đây là vòng bình an. Dì đưa tay. Con đeo vô rồi đi nghỉ cùng với nhỏ An nha. Dì nhìn tôi tròn mắt. Vòng bình an hả? Có xua đuổi ma quỷ không con? Lúc ở trong kia dì thấy nhiều bóng ma. Lúc sấm sét đánh. Hích. Dạ, có. Ngồi kế đó, như đã hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Cũng không hỏi dì Ngà thêm. Cha lên tiếng. Dì đeo vòng rồi nằm chợp mắt một chút. Ma không hại mình đâu. Dì Ngà gật đầu. Đeo chiếc vòng vô tay rồi đi vô giường. Đèn điện trong nhà vẫn để sáng. Khép lại cánh cửa. Tôi đi ra phía sau nhà. Hy vọng chú ấy sẽ gặp và nói điều muốn nói với người thân của mình. Nhìn màn đêm đen mờ. Tôi còn chưa kịp nghĩ cách để dì Ngà đeo vòng thì cơ hội lại đến. Phải chăng bên cạnh con người, thế giới thứ hai luôn tồn tại là có thật? Anh nhìn gì ở trên ấy vậy? Nghe giọng nói của An, tôi liền quay qua. Sao em không ngủ cùng dì Ngà? Trời cũng gần sáng rồi. Nằm em cũng có ngủ được đâu. Nhìn dì ấy sợ đến mức như vậy là điều không bình thường. Anh giấu em đúng không? Tôi cốc đầu An. Nói ra em sợ đấy. Là anh đã gặp hồn ma của chồng dì ấy. Chính là người nằm dưới mà chúng ta đã dọn dẹp. Người mà đứng bên vệ cỏ khi mình từ chùa về nghĩa địa anh đã nhìn thấy. Nghe tới đó, An xích lại gần bám lấy tay tôi. Ôi trời, có thiệt hả anh? Má ơi, em nổi da gà rồi. Như một phản xạ, tôi quàng tay ôm lấy An. Chú ấy là một hồn ma tội nghiệp. Chết vào khung giờ phạm. Có nhờ thầy trấn yểm trùng nhưng lại chẳng thể vô nhà được. Hồi tối ngồi đây. Trong giây phút gục xuống anh ngủ mơ nên vội đi ra mà là vì thế. Chứ thật ra anh cũng sợ. Còn chiếc vòng anh đưa cho dì Ngà là sao? Em chưa từng nghe sư thầy nói tới vòng bình an này cả. Lúc cha đưa cho tụi mình đôi vòng còn bảo không được hỏi. Nên anh đành liều nói vậy cho dì bớt sợ. Lúc này An khẽ đẩy tôi ra. Ngượng nghịu. Em vô nhà đây. Lồng ngực tôi bỗng đập mạnh. Hai tay nóng bừng tôi luống cuống giữ An lại. Lần này tôi ôm em thật chặt. An, làm bạn gái anh nghen. Trời đất, tôi bị sao thế? Nói mà cứ lắp bắp mãi không thành câu. Giọng nói còn bị méo đi mới khổ. Tôi thấy quê quá. Chỉ muốn độn thổ mà che mặt thôi. An im lặng. Có tiếng hít thở nhẹ nhẹ. Lấy hết can đảm tôi chạm lên mái tóc em. Hương bồ kết thơm nồng nàn. An. Dạ. Anh. Thương. Em. Thương từ. Lâu rồi. Khốn khổ cái thân tôi. Đúng lúc quan trọng như vậy mà tôi giống đi phỏng vấn xin việc vậy. Làm sao bây giờ? Tôi run chờ câu trả lời. Sau khoảng im lặng. An khẽ nói. Anh sẽ không hối hận chứ? Ừ. Không bao giờ hối hận. Anh hứa cả đời này sẽ luôn yêu thương em. Em cũng thương anh. Nâng nhẹ cằm em, tôi thì thầm. Mình cùng nhau đi hết con đường còn lại nhen. Giơ tay ngoắc đi. Tụi tôi giơ ngón tay út ngoắc. Hai đứa cứ khúc khích cười. Nghĩ sao hẹn hò mà ngoặc tay như ngày còn nhỏ. Cơn mưa bất ngờ xối xả xuống. Sấm chớp mãi giờ mới mưa nổi. Chèn tấm bạt cho khỏi hắt. Vơ bó củi lấy thêm cho lửa lớn. cảm nhận cái thứ gọi là hạnh phúc ấy rưng rưng đầy ắp. Tôi chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết đến rằng tôi đã có bạn gái. Sáng hôm sau, vớt bánh để cho ráo. Có 10 cái nhưng cha tôi vẫn luộc bằng phi nước cũ. Nhìn rổ bánh, An trầm trồ. Bánh xanh quá, ăn rền lắm đây. Tôi gật gật. Tụi mình trông chừng mà lại. Mấy đồ kia cho nguội rồi anh dẹp sau. Lát anh đưa An về nha. Có gì anh và cha ghé. Dạ. Tụi tôi đi lên nhà. Cha đang quét khoảng sân rộng. Đường làng đất bùn. Đi ra đi vô nên nhem nhuốc quá. Ngó vô trong không thấy ai. Tôi nói lớn. Dì Ngà đâu rồi hả cha? Ngưng tay quét. Cha đáp lời. Sớm có mấy đứa con vô đón. Nói có việc phải đi. Dì đi lúc nào mà con không hay luôn. Giờ con đưa An về chùa nha. Nay tiến bộ khỏi để cha nhắc nhen. Đưa An về đi. Tụi nhỏ chắc đang trông đó. Dạ. Tụi con đi liền. Về tới chùa. Thấy có 2 chiếc xe máy dựng ở sát cây sa la. Nghĩ là có khách tới gặp sư thầy. Nên tôi và An đi vô bếp. Tụi nhỏ đang chiên bánh chưng nhao nhao chào. Một nhóc lớn nhất vội nói. Chú Tín và chị mau vô gặp sư thầy đi ạ. Có việc gấp lắm. Nãy thầy có nhắn. Ừ chú biết rồi. Cảm ơn con. Tôi chạy tới gian phòng của sư thầy. Tôi không bất ngờ khi thấy dì Ngà cũng ở đây với đôi mắt đỏ hoe. Vậy là dì đã gặp được chú Hưng. Con mới tới thưa sư thầy. Dì cũng mới tới hả? Hai đứa vô thầy có chuyện. Dạ. Tụi con nghe. Tín đi cùng dì đây về nhà. Đào lại chỗ trước cổng chưa láng nền lấy dùm thầy lọ huyết trâu. Nó được chôn cùng với bộ dao lưỡi liềm. Bộ dao đó có lấy không thưa thầy? Sư thầy lắc đầu. Không, bộ dao để đó. Con nhớ đừng chạm vào nhen. Ngay lúc đó hai đứa con dì xin phép sư thầy về trước. Như chợt nhớ ra, dì Ngà gấp gáp. Tụi bay ghé bà Lan lấy trái cây dùm má. Không phải quay lại rước đâu. Xíu má về cùng anh Tín. Tôi ngồi kế bên giật nảy. Con không biết chạy xe máy gì ơi. Thật hả? Thời đại nào rồi mà còn chưa biết chạy xe. Dì có quen mấy chú ở trường lái xe. Thu xếp rồi dì đăng ký học nghen. Đêm qua dì mơ thấy chú nên vội lên hỏi sư thầy. Dạ. Chuyện đó tính sau đi ạ. Vậy thì tốt quá rồi dì à. Con cầu mong cho chú được siêu thoát. Nhưng sao dì không gặp thầy Pháp? Ông ấy trấn yểm thì sẽ có cách gỡ yểm mà. Dì cũng mong như vậy. Theo như lời chú nhắn nhủ thì ổng thầy trấn yểm cẩn thận quá nên lỡ cấm cả người nhà mình. Con hiểu rồi. Mình về đi dì. Suốt quãng đường dì chạy xe tôi đã kể lại chuyện mình đã gặp chú Hưng. Chuyện nếu nói ra sẽ chẳng ai tin. Tại sao chú không nhờ cha tôi hay là nhờ một người khác mà lại là tôi? Đến nơi. Trước cửa nhà một mảng đất chừng 50 cm còn đắp đất phủ tạm. Bới sâu một chút là thấy cặp dao lưỡi liềm cắm ngập đầu lưỡi xuống. Cán dao để thẳng ra ngoài lối đi. Nước màu đỏ được đựng trong 4 chai nhỏ đứng 4 góc là huyết trâu sao. Cho tất cả chúng vô bịch. Tôi thở dài. Thầy Pháp yểm bằng lưỡi liềm và huyết trâu 2. Không biết có phải vì cái này nên chú không vô được nhà. Là nó đó con. Cũng hên khuya mắc mưa nên không phải ra rửa lại mà. Tò mò, tôi hỏi. Hồi hôm con thấy người ta rót quanh mà cũng là huyết trâu hả gì? Ừ, là nó. Tội nghiệp ổng. Bao nhiêu đồ cúng mà không vô ăn được. Trở lại chùa Bần, tôi và dì Ngà mang thứ mà sư thầy đã nói. Không biết sư thầy sẽ làm gì với những chai huyết này nữa. Mới vô tới sân chùa, thấy tôi và dì Ngà là cha chạy lại vẻ nôn nóng. Xong việc rồi hả chị? Mau mau mang vô. Sư thầy bắt đầu làm lễ. Dạ dạ. Xong rồi anh. Dì Ngà đáp. Rồi vội xuống xe xách bịch chứa những chai huyết đi lên gian điện thờ. Tôi ngạc nhiên hỏi cha. Cha lên đây khi nào vậy? Sư thầy làm lễ gì mà mang cả chai huyết trâu vô hả cha? Nay là 29 Tết. Năm nào cũng vậy. Vào ngày này sư thầy làm lễ cầu an cầu siêu cho những người đã khuất. Cha lên tụng niệm cho mẹ của tổ tiên và mẹ con. Nơi quê hương thứ hai này, mong được sự tha thứ và chứng giám lòng thành. Cha nghĩ vậy hoài à? Mình là do hoàn cảnh nên mới phải xa quê mà. Cha gật đầu, vỗ vai tôi. Bay hãy lấy hoàn cảnh đó mà sống sao cho thật tốt nghen. Mẹ bay, bà ấy sẽ luôn dõi theo. Huyết trâu đó cũng là một mạng. May là còn ở trong chai chứ rót đổ như ngoài mà thì chẳng làm nổi. Dạ, con sẽ sống thật tốt cha à. Con hứa. Lại còn bày đặt hứa hẹn. Cha tin bay mà. Thôi đi vô tụng niệm theo cha tôi còn về. Chứ để nghĩa địa thế cha không an tâm. Tôi cười. Trời, nghĩa địa có ai mà vô khi không có việc đâu hả cha? Cha không đáp lại câu hỏi của tôi mà nhanh bước về hướng chính điện. Tôi và cha quỳ lạy cùng với người làng nhẩm đọc theo sư thầy. Tuổi thơ tôi lớn lên dưới ngôi chùa này. Tuy thiếu thốn, khó khăn nhưng là cả một ký ức tuyệt vời nhất. Tôi không có hơi ấm vòng tay của mẹ nhưng lại được nghị lực của cha. Mẹ à mẹ hãy siêu thoát nơi vĩnh hằng nha. Con yêu mẹ. Nghĩ đến đó, nước mắt bỗng dưng chảy xuống. Tôi đã khóc. Ở lại chùa thêm một lát, tôi và cha về lại nghĩa địa. Từ bữa về tới giờ chưa phụ cha lau chùi nhà cửa. Căn nhà nhỏ cũng không có đồ đạc nhiều nên loáng là mọi thứ đâu vào đấy. Vừa huýt sáo tôi vừa cắm cành mai vô chậu. Tôi nhớ đến em. Động lực hối tôi phải cố gắng hơn nữa. Một ngày gần nhất sẽ rước em về chung một nhà. Có gì mà thấy bay vui thế hả? Nói nhỏ cha coi. Cha lại gần ghé sát hỏi làm tôi giật mình ấp úng. Dạ, con. Bay yêu rồi phải không? Nhìn là cha biết liền hà. Nào nói cha nghe coi dâu tương lai ra sao. Tôi nóng bừng hai tai. Đúng là chẳng có gì qua nổi cha mà. Ngập ngừng, tôi đáp. Mồng một lên chùa bần chúc Tết. Cha xin phép sư thầy cho con tìm hiểu em An nha. Cha nghe xong cười khà khà. Rồi rồi. Cha đồng ý. Tôi đỏ mặt vội đi ra sau nhà. Gánh thùng nước giếng cọ rửa khoảng sân rộng. Tiếng xe máy, tiếng lóc cóc của người làng đi vô trong sân. Mấy dì đon đả. Về ăn Tết hả con? Dạ. Năm nào con cũng về ăn Tết với cha dì ạ? Ừ. Cả năm có mấy ngày Tết. Về có cha có con cho ấm cúng. Nay dì cũng ra mời người âm về ăn Tết đây. Thôi dì vô trong nghen. Dạ. Dì và mọi người đi cẩn thận. Mưa xuống đường lầy quá. Cuộc dây nước cất cho gọn. Nhìn ngắm căn nhà đã gọn gàng lại. Lấy trong ba lô bịch bóng bay ra bơm hơi tôi trăng xung quanh. Trăng luôn lên cây tắc ở ngoài cạnh vách tường. Tết đến gần lắm rồi. Trong lòng ấm áp đến lạ. Tôi nhớ người ấy. Mới gặp mà tôi đã thấy nhớ quá trời à. Cha đi tới nhìn cây tắc mà phì cười. Cái thằng này bữa nay màu mè dữ vậy bay. Có ai trăng bóng bay cây tắc đâu. Giờ thì có con nè. Cha thấy đẹp không? Hi hi. Con đạp xe lên chùa một chút nghen. Sẩm tối rồi mà còn đi lên đó sao? Dạ. Con đi xíu rồi về à? Nói rồi tôi vô dắt xe. Gặp An một chút thôi chứ không nỗi nhớ trong tôi không đủ chỗ chứa mất. Vừa đi vừa tủm tỉm cười thì có tiếng gọi giật giọng. Tín. Tín. Dừng lại dì nói. Tôi ngạc nhiên khi thấy dì Ngà. Ủa, con tưởng dì vẫn ở trên chùa. Dì về rồi. Bây giờ dì và thầy Pháp ra mà trấn yểm lại. Sư thầy tụng niệm cầu an cầu siêu và có đến cả nhà dì nữa. Dì gửi con lại chiếc vòng. Cảm ơn con đã giúp gia đình dì. Nhận lại chiếc vòng trên tay dì Ngà. Tôi nói. Mọi việc ổn là mừng rồi dì ạ. Người làng cả dì đừng khách sáo. Cũng là có duyên nên con mới thấy vong linh chú. Nghe tới đó dì xúc động. Cảm ơn con. Dì vô nghĩa địa làm cho xong đã. Năm hết Tết nên hy vọng một năm mưa thuận gió hòa. Thôi dì đi nghen. Qua năm mới dì tới chúc Tết hai cha con. Dạ. Dì đi cẩn thận. Ngày 30 Tết, cha làm 3 mâm cơm cúng. 1 mâm trong nhà cúng thổ công. 1 mâm cúng ở gian thần linh. Còn 1 mâm cha kêu tôi mang ra giữa ngã ba nghĩa địa. Bánh chưng bánh tét nhân chay đủ cả. Cha bảo người nằm mà ở đây có người Bắc, người Nam nên mới có 2 loại bánh như thế. Vàng mã bánh trái cha để riêng vô cái rổ bự. Cúng xong, lúc đốt vàng mã, cha lên tiếng. Lát đốt xong con để đó rồi đi vô nhà. Sớm mai mới ra thu. Tôi ngạc nhiên. Mọi năm đốt xong là con bưng vô liền mà. Chính vì bưng vô liền nên qua giờ rồi mà vẫn có người gọi cửa. Nên năm nay cha quyết định để qua đêm. Dạ, con hiểu rồi. Nói rồi cha đi vô nhà. Buổi trưa yên ắng quá. Gió hiu hiu đẩy nhẹ những tán lá. Mâm cơm cúng để ngay ngã ba rẽ. Sau đó tôi liền quẹo vô nhà mà của chú Hưng. Không biết bây giờ thế nào rồi. Cho dù bất kỳ một lý do gì chú hãy an nghỉ nha chú. Cúi lạy chú rồi tôi về nhà. Trả lại cho cõi âm một đêm 30 Tết của riêng họ. Khoảnh khắc giao thừa sắp đến. Cha bắc bếp nấu nồi xôi chè để đón giây phút chuyển sang năm mới. Nồi xôi gấc đỏ mọng hạt gạo. Như nhắn nhủ một năm sắp tới nhiều hạnh phúc và an lành. Kim đồng hồ chỉ 0 giờ ngày 1 tháng 1 âm lịch. Tôi theo cha ra lễ ở ngoài sân. Hai cha con bắt tay nhau chúc mừng năm mới. Bất chợt tôi quay hướng nhìn vô trong nghĩa địa. Trên mỗi ngôi mà là một vệt sáng uốn lượn. Chúng giống như những bóng người nhảy múa reo hò. Những vệt sáng vút lên không trung. Cũng có lần tôi hỏi cha về vệt sáng theo mặt tâm linh thì cha nói đó chính là vong hồn tụ lại. Chỉ vào những ngày đặc biệt thì họ mới có thể ra khỏi mà thôi. Tôi vẫn không rời mắt. Vệt sáng ấy tụ hợp, cuộn tròn lại bay khắp nghĩa địa. Đâu đó có tiếng khóc, tiếng cười vang lên, rồi cả những tiếng thì thầm to nhỏ. Cứ như thế cho đến khi cuộn tròn vệt sáng đó từ từ tan biến. Cũng là lúc tiếng ầu ơ du con vọng ra xa. Lời du đượm buồn của người đã ra đi không thể quay về. Có phải là tôi có thể cảm nhận những điều đó? Hay là nhờ vào chiếc vòng đang đeo trên tay này? 9 giờ 30 phút sáng mồng 1. Dì Nga mang gói bánh sang chúc Tết. Vẫn là câu chúc sức khỏe mở đầu. Sau rồi dì hỏi tôi. Con ngày mấy lên lại thành phố? Dạ. Con sáng ngày 5 lên lại. Ngày 6 con vô làm. Dì nói thật lòng nha. Con về đây làm nông trường với dì. Vừa ở gần cha. Dì liên hệ được với trường nghề. Dì cử con đi học. Cha tôi nghe thế vội lên tiếng. Ấy chết. Chị làm như vậy là trả ơn cháu nó hả? Cha con tôi không dám nhận. Anh Tư lúc nào cũng khó quá. Người làng cả mà còn làm khách. Tôi đã nói ý này với sư thầy. Sư thầy ủng hộ còn anh thì... Tôi. Thật ra. Anh Tư à. Nông trường đang thiếu người. Bộ anh không muốn ở gần con và làm giàu cho quê hương hay sao? Thấy cha và dì Nga nói qua lại vậy. Tôi cất lời. Chuyện này để con suy nghĩ thêm thời gian được không dì? Với lại nếu có về nông trường thì con cũng phải lo thu xếp công việc hiện tại. Con. Trả lời dì sau nghen. Nghe tôi giải bày có vẻ hợp lý nên dì Nga gật đầu. Ừ dì chờ đó nha. Thôi dì về à. Ngày tư ngày Tết chạy lại mở ôi nhà một chút. Dạ. Dì Nga về. Tôi đưa cha lên chùa chúc Tết sư thầy và cũng là xin phép được tìm hiểu an. Có lẽ sư thầy đã nhìn rõ tình cảm của tụi tôi, nên đã đồng ý lại còn dự định tổ chức đám cưới ở chính điện của chùa. Một năm mới đến đã cho tôi bao niềm vui. Nghĩ về cha già, nghĩ về người bạn đời của mình tôi quyết sẽ không xa nhà nữa. Trở lại nghĩa địa vào giữa trưa, tôi ra ngã ba bưng mâm cúng đã nguội lạnh. Bên lối đi thấp thoáng có bóng người đưa tay vẫy chào. Tôi không thấy rõ mặt. Bất chợt có giọng nói cất lên. Cảm ơn cháu đã giúp chú. Tôi hét lớn. Chú Hưng. Là chú. Chú sao? Sao rồi ạ? Chú ổn rồi. Giờ chú có thể về nhà. Bánh chưng ngon lắm. Chú và mọi người ở đây đã có một đêm giao thừa xa nhà nhưng trọn vẹn. Cảm ơn cha con cháu. Lời cuối cùng chú muốn nói. Hãy nghĩ tới cha theo năm tháng. Hãy ở cạnh cha khi có thể nha cháu. Dạ. Dạ. Con. Biết mình phải làm gì. Trong giây lát, bóng dáng ấy biến mất. Tôi quay người vòng tròn tìm chú nhưng không thấy. Chú ấy đi rồi. Cho dù là con người hay là ma quỷ thì tình nghĩa sẽ luôn là thứ đáng trân trọng nhất. Vậy nên ngay từ bây giờ hãy nâng niu giữ gìn để mai sau sẽ không có một ngày ta day dứt về những gì đã đi qua. Nay tôi và cha lên chùa bần chào tạm biệt sư thầy và mọi người. Bên gia đình thứ hai đầy ắp tiếng nói tiếng cười này còn gì hơn như thế chứ. Nghĩ tới những dự định sắp tới trong lòng tôi ngổn ngang vô cùng. Chỉ mong sao cho mọi chuyện được thuận buồm xuôi gió. Cha và sư thầy trò chuyện trong gian phòng. Còn tôi cùng An mang cuộn dây gai ra vườn sau chẻ mớ củi. Chợt có tiếng gọi ở phía sau vang lên. Tín, Tín. Là anh Hậu nhà ở đầu làng. Cũng là người làm chung trên thành phố với tôi. Tôi đáp lời. Nay anh cũng lên chùa hả? Ừ. Anh đưa má lên gặp thầy coi ngày. Ra riêng thằng Vũ tổ chức đám hỏi. Mai 7 giờ xe chạy đó nha. Mà hai đứa là bồ hả? Tôi vội nắm tay An gật đầu. Dạ, tụi em mới chính thức quen. Nghe nói thế anh Hậu vỗ tay đốp đốp. Trời, kín tiếng dữ. Hèn gì, hôm rồi tao qua chúc Tết. Ông Tư mừng lộ ra à? Ổng sắp có dâu. Hi hi, thôi hai đứa làm gì làm đi nha. Dạ, tụi em ra cất gọn mớ củi. Bữa trước mưa xuống ướt nhẹp à? Anh Hậu đi rồi hai chúng tôi lẹ bước ra sân sau. Trẻ nhỏ những cành củi còn ẩm. Tôi lên tiếng. An này, anh có chuyện muốn bàn với em. Dạ, em nghe. Anh tính về làm ở nông trường của dì Ngà. Em thấy sao? Ngưng buộc bó củi. An nhìn tôi. Anh quyết sao thì em luôn ủng hộ mà. Dì cũng nói với em về làm cùng lâu rồi. Nhưng em sợ làm rồi bỏ bê ruộng vườn trong chùa. Với lại còn tụi nhỏ nữa. Ruộng vườn mình vẫn có thể chia thời gian làm mà. Anh sẽ phụ An một tay chịu không? Ai chứ anh Tín phụ hai tay hai chân em chịu liền. Tôi lại gần, nhéo má An. Nhớ nghen, tới đó nuốt lời là anh giận. À, sớm mai An đưa anh tới điểm đón xe nhá. Dạ dạ, hi hi, em lại chờ anh Tín như bữa nọ hen. An nhắc khiến tôi thấy quê quá. Đúng là kỳ cục thiệt. Không đâu lại để cho An chờ như thế bao giờ. Phút giây đó tôi nhớ tới chú Hưng. Phải chăng về tâm linh thì là chú đã giúp tôi và An vượt qua được khoảng cách ngại ngùng để đến với nhau. Sắp chút đồ để trong ba lô, tôi lại châm nhang cho mẹ nói lời tạm biệt. Pha bình trà, cha tôi cất lời. Quyết định là ở do bay. Cha không ngăn cản nhưng hãy cân nhắc cho thật kỹ. Cha cũng không thể sống cùng bay mãi được. Dạ, con cảm ơn cha. Con sẽ cân nhắc những việc mình cần phải làm lúc này. Ừ, vậy cha yên tâm rồi. Nào uống miếng nước rồi vô ngủ sớm mai còn lấy sức đi xe đò. Cha nói rồi rót ly nước. Cũng không nói gì thêm. Ngoài trời, màn đêm bao trùm đen kịt. Đâu đó vẫn là tiếng ộp ộp vang liên hồi. Tới điểm đón xe lên thành phố, An lấy ra trong giỏ xách vài nắm cơm trắng và hộp muối đậu phộng đưa cho tôi. Anh Tín mang theo dọc đường ăn cho đỡ đói. An lúc nào cũng chu đáo với anh. Như vậy rồi ngày nào cũng muốn ăn cơm em nấu đấy. Anh muốn thì em sẽ nấu. Mà bữa nay chờ em có thấy nặng không? Ghẹo anh Hoài à? Chắc bữa đó chú Hưng giúp tụi mình nên. Tôi đáp lời rồi bước tới gần An hơn một chút. Cầm tay em tôi khe khẽ. Anh lên thu xếp việc rồi về. Chờ anh nghe. Dạ. Chúng tôi đứng đó. Hai bàn tay đan vào nhau thật chặt. Chỉ cần nghĩ được ở bên nhau. Cùng nhau đi hết đoạn đường là tôi như thêm động lực hối thúc. Chợt có tiếng của anh Hậu ở sát bên. Hai đứa tình tứ quá trời hà. Tôi giật mình quay sang. Anh hù tụi em xém xỉu đây này. Yêu mà xa là nhớ lắm. Chứ có giống anh có bạn ở thành phố đâu. Hi hi. Nghe tôi nói. Anh Hậu ra giấu bí mật. Anh đang giàu vì má không đồng ý. Chưa dẫn về cho má coi mặt. Nhưng má anh chỉ ưng người cùng làng. Trời, anh chưa nói sao biết má không ưng. Mà nếu có thì dáng thuyết phục chắc má cũng xuôi à. Để từ từ anh tính. Xe tới rồi kìa. Thôi tụi anh đi nha An. Anh Hậu nói vội vã rồi chạy lên xe. Nắm lấy tay An. Tôi lưu luyến. Anh đi nha. An về cẩn thận nghe. Anh Tín đến nơi nhớ điện báo về cho sư thầy. Tôi gật đầu rồi bước lên xe. Vào chỗ ngồi rồi nhìn lại phía sau vẫn thấy An đứng đó đưa tay vẫy. Bên cạnh tôi, anh Hậu níu níu. Xe chạy rồi. Đứng làm mỏi đó Tín. Tôi ngồi xuống rồi cười cười. Lên lại thành phố lần này em xin nghỉ việc rồi về quê. Trời đất! Mày giỡn anh hả Tín? Khó khăn lắm công việc đang ổn định. Bộ tính về quê cày ruộng sao? Thấy thái độ ngạc nhiên của anh Hậu. Tôi gật đầu. Em không quên những ngày đầu tiên đặt chân lên thành phố anh đã luôn giúp đỡ. Nhưng không đâu bằng quê mình. Em đã quyết rồi. Về sống gần cha. Anh Hậu đặt tay lên vai tôi. Xóm giềng cả chớ có nói vậy. Thì làm ăn lâu lâu về thăm chú Tư. ở quê cày ruộng bao giờ mới khấm khá chứ? Em về làm ở nông trường của dì Ngà. Anh Hậu thở dài không nói thêm gì. Suốt chặng đường kể từ lúc đó, hai anh em cứ im lặng như vậy cho tới khi tới bến xe. Bắt xe ôm cỡ 30 phút, tôi và anh Hậu đã có mặt ở phòng trọ. Từ trên tầng 2 của dãy nhà đối diện, đã nghe thấy tiếng của Quyên làm cùng công ty. Anh Hậu với anh Tín lên rồi ha, năm mới phát tài nghen. Nghe thế, anh Hậu ngước lên, cất giọng cười. Tụi em ở bên đó cũng phát tài nha. Năm mới anh chưa thấy gì, còn thằng Tín chúng lớn lắm. Thiệt hả anh? Chúng gì nói em nghe coi. Cái đó hỏi Tín chứ anh nói ra nó quạo à? Phải không Tín? Anh Hậu mở cửa đi vô hẩy hẩy tay tôi. Đặt ba lô xuống, tôi lại rót ly nước rồi nói. Em nghỉ làm chớ có gì đâu mà anh Hậu nói vậy. Cả cái dãy trọ này đều biết con Quyên thích mày. Nhưng là phụ nữ, Quyên nó đợi mày mở lời. Nó hiền lại chịu thương chịu khó. Lúc gặp mày và An ở chùa, anh ngạc nhiên quá. Trước giờ em chỉ coi Quyên là bạn. Anh với chị Hà cứ ghép hoài. Giờ em có người thương rồi. Tụi em lớn lên cùng, nên hiểu hoàn cảnh của nhau hơn ai hết anh Hậu à. Ừ, thôi vô nghỉ ngơi xíu. Bữa nay chắc mọi người cũng lên cả. Chúng ta nấu vài món chào năm mới. Dạ, em chạy ra kiosk điện thoại gọi báo cho sư thầy rồi rẽ qua chợ xíu. Nói đoạn, tôi vội chạy đi. Tối hôm ấy, cả dãy trọ ồn ào tiếng cười nói chúc tụng một năm mới nhiều thuận lợi may mắn. Anh Hậu và chị Hà không còn ghép tôi với Quyên nữa. Sau hôm đó, tôi trở lại công việc và lo các bước cần thiết để xin nghỉ làm. Là công nhân bình thường, nên cũng không có khó khăn gì cả. Mọi thứ rất nhanh chóng, như để cho tôi có thể về quê vậy. Cho gọn đồ trong thùng bìa, khoác ba lô trên vai tôi đưa chìa khóa cho anh Hậu. Anh giữ sức khỏe nha anh. Khi nào về quê, em mời anh một chầu. Ừ, về cũng giữ sức khỏe. Đang có hai anh em giờ chỉ mình anh. Thấy thiếu thiếu. Tôi cười cười. Hay anh kêu chị Hà qua ở cùng. Nghe tôi nói, anh Hậu gật gật. Nay cũng miệng lưỡi hen. Có bồ là thấy khác à? Khi nào cưới, anh đưa chị Hà về ra mắt. Nên mày mau mau đi nghen. Thế khác nào là động lực giúp em chứ? Cảm ơn anh Hậu. Cứ cảm ơn anh hoài. Thôi về lẹ đi. Đứng đó tám nữa. Bữa nay anh không tiễn đâu đấy. Dạ. Em đón xe ra bến một mình được mà. Hi hi. Tạm biệt anh Hậu. Tôi bưng thùng đồ đi ra ngoài. Đến đầu hẻm đã thấy Quyên đứng đó. Tôi vội mở lời. Anh cứ nghĩ em và chị Hà tăng ca. Nay anh về quê. Quyên gật đầu rồi đáp lời. Em biết. Nhưng em có chuyện muốn nói với anh. Thật ra, chúng ta mãi là bạn tốt phải không Quyên? Em tiếc là không nói với anh suy nghĩ của mình. Bởi luôn cho rằng đàn ông luôn sẽ là người chủ động. Quyên nói rồi lấy trong giỏ xách một chiếc hộp gỗ nhỏ. Tặng anh và An món quà này. Khi nào cưới nhớ mời em nha. Tôi thấy ngại nên từ chối. Quyên hãy giữ lấy. Anh không nhận đâu. Chỉ là một món quà nhỏ dành cho hai người. Chúng ta là bạn mà nên đừng khách sáo. Em có việc phải đi rồi. Nói rồi Quyên vội vã rời đi. Khiến cho tôi không kịp hỏi gì thêm. Bỏ chiếc hộp đó vô trong ba lô tôi đón xe ra bến. Xe đò dừng lại trên đường làng. Tiếng của dì Ngà đã nghe rõ mồn một. Dì trông con về quá chừng à? Bỏ đồ dì chở còn con qua đi cùng con An nha. Dì ra đón con. Con. Thấy Kỳ Kỳ. Xóm giềng mà Kỳ là sao? Mau đưa đồ cho dì. Chúng ta về nông trường luôn đó. Tôi ngạc nhiên. Về nông trường liền hả dì? Ở kế bên, An tươi cười. Hay tin anh về là dì với mọi người chuẩn bị hết rồi. Dì và mọi người làm con bất ngờ quá. Dì Nga cười cười nổ máy chạy đi. Tôi cùng An đạp xe theo ngay sau ấy. Con đường quen thuộc nay đông vui hơn mọi ngày hay sao mà trong tôi dạo dực đến vậy? Rẽ vô nông trường, tôi ngạc nhiên vì có cha ở đó. Dựng xe tôi luống cuống. Cha tới khi nào vậy? Dì Ngà tới đón nên con. Về là tốt rồi. Dì Ngà cũng qua rước cha từ sớm. Hai đứa vô trong đi. có việc cho con cần làm. Cha vỗ vỗ vai rồi hối An và tôi đi vô. Bên trong, dì Nga và mọi người ở nông trường đã chuẩn bị sẵn ít món ăn rồi cười nói. Mời anh Tư và mọi người vô, cùng chúc mừng nông trường và mừng cháu Tín về. Tôi ái ngại bèn lên tiếng. Dì làm vậy con lại càng khó nghĩ quá. Chưa giúp được gì mà. Qua tuần dì cử con và con An đi học kỹ thuật cây giống trồng trong nhà kính. Nông trường chúng ta làm thí điểm đầu tiên ở huyện. Trước mắt giúp dì việc này, rồi về học thêm bằng lái xe. Như vậy hai đứa thấy sao? Dạ, dì sắp xếp công việc sao con và An cố gắng. Nhưng con không biết mình có làm được không lỡ. Nghe tôi nói vậy, dì Ngà xua tay. Dì tin là hai đứa mà. Nào, chúng ta dùng bữa thôi mọi người. Bữa cơm thân mật của người làng tôi thật đầm ấm. Trên khuôn mặt của cha hiện lên niềm vui vô cùng. Trong thâm tâm, cha muốn tôi ở gần, chỉ là không có nói ra thôi. Tôi mỉm cười vì mình đã quyết định đúng cho lần này. Đầu giờ chiều, cha và tôi cùng An về lại nghĩa địa. Sau hồi hỏi han công việc trên thành phố của tôi, cha cất giọng. Mọi thứ coi như tạm ổn. Còn hai đứa thì tính sao? Tôi nhìn sang An rồi đáp lời. Dạ, con tính ít thời gian cho ổn định rồi lên chùa xin phép sư thầy. Ừ, bao năm qua cha có dành dụm mua một miếng đất nhỏ ở sau vườn nhà bà Lan. Hai đứa thành vợ thành chồng rồi thì tích cóp dựng lên căn nhà. Chứ ở mãi nghĩa địa sao được. Cha, cả đời cha dành dụm, con. Cha chỉ có nhiêu đó cho bay, mà bay không nhận, hay bay là chê cha nghèo. Nắm lấy tay cha, tôi bật khóc như một đứa trẻ. Con không có thế. Được rồi, vô lau nước mắt đi rồi còn đưa con An về chùa chào hỏi sư thầy. Nay có khóa tu, nên sư thầy không tới nông trường chung vui với bà con. Tôi gật đầu rồi đi ra sau nhà. Phía xa xa giữa lối đi thấp thoáng có bóng của ai đó với đôi bàn tay vẫy vẫy. Rồi mắt nhìn lại, tôi không thấy đâu nữa. Trở vô, lấy trong ba lô chiếc hộp nhỏ mà Quyên đã đưa. Tôi quay qua An. Tụi mình cùng mở coi xem là gì nghen. An gật gật. Chiếc hộp đẹp quá. Một người bạn tặng cho anh và em đó. Tôi nói rồi mở cái nắp hộp. Bên trong là một cặp nhẫn có khắc hai chữ cái của tôi và An. Không khi nào tôi nghĩ tới, Quyên sẽ tặng vật quý như vậy. Quyên đã thật lòng chúc phúc cho tôi. Đeo nhẫn có khắc chữ A vô tay An tôi thì thầm. Anh yêu em. Em cũng vậy. Mãi mãi là thế. Cứ nghĩ hai đứa ở phía sau nhà chắc cha sẽ không đi ra. Nên tôi đứng gần An hơn và cúi xuống. Đột nhiên, tiếng của cha vang lên. Cha xuống bắc ấm nước đó nghen. Tín lên đưa con An về chùa kẻo sư thầy mong. Dạ, tụi con đi liền. Hai đứa KHUCH khích cười đến đỏ cả mặt. Trên xe đạp khung dựng, tôi đưa An về chùa. Đâu đây mùi hương mạ non ngan ngát phủ kín đường làng.